Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình truyền hình tin tức và những sự kiện nổi bật hàng tuần của báo Quảng Nam Điện tử. Chương trình tuần thứ tư của tháng 11 năm 2016 gồm những nội dung chính sau đây. Đối thoại bàn tròn cấp cao về quản lý tổng hợp lưu vực sông Vu Gia Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam Đà Nẵng. Diễn đàn kinh doanh khu vực miền Trung lần đầu tiên tổ chức tại Đà Nẵng. Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh họp bàn về việc vận hành xả lũ hồ thủy điện. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động của nhà máy thủy điện A Vương 3. Quảng Nam phát động lễ trồng cây gây rừng năm 2016. Đưa di tích Hội quán Hải Nam, Hội An vào phục vụ du lịch. Hội thảo cung cấp biện pháp phát hiện sớm cho nạn nhân da cam dioxin. Cuối chương trình là phản ánh về tình trạng một số doanh nghiệp vật liệu xây dựng khai thác đất sét để làm nguyên liệu gạch tại khu vực sân bay An Hòa thuộc vùng giáp ranh giữa xã Duy Thu, Duy Phú của huyện Duy Xuyên nhưng không tiến hành hoàn thổ, đã khiến cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Sau đây là phần tin chi tiết. Quý vị và các bạn, vào ngày 24 tháng 11 tại thành phố Hội An, Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế thông qua sáng kiến rừng ngập mặn cho tương lai đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng tổ chức đối thoại bàn tròn cấp cao về quản lý tổng hợp lưu vực sông Vu Gia Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam Đà Nẵng, một cách tiếp cận từ đầu nguồn xuống biển. Chương trình đối thoại bàn tròn cấp cao lần này nhằm tăng cường hơn nữa công tác phối hợp của các bên liên quan, đặc biệt là cơ chế phối hợp liên vùng liên tỉnh giữa Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng để áp dụng thử nghiệm phương thức quản lý tổng hợp lưu vực sông Vu Gia Thu Bồn và vùng bờ biển Quảng Nam Đà Nẵng. Lưu vực sông và vùng bờ biển là hai hệ thống tự nhiên liên kết chặt chẽ với nhau về mặt không gian và có tầm quan trọng đặc biệt đối với tài nguyên nước và các dạng tài nguyên thiết yếu khác phục vụ sự phát triển của quốc gia và đời sống con người. Lưu vực sông Vu Gia Thu Bồn và vùng bờ biển Quảng Nam Đà Nẵng là trường hợp rất điển hình cho thực trạng quản lý tài nguyên nước ở Việt Nam theo cách tiếp cận truyền thống, quản lý kiểu chia cắt theo ngành, địa phương, chứ chưa quản lý ở cấp lưu vực và chưa gắn kết giữa quản lý lưu vực sông với quản lý vùng bờ biển. Tại cuộc đối thoại, các nhà khoa học cho rằng hiện nay các địa phương vẫn áp dụng công cụ quy hoạch phát triển kinh tế xã hội truyền thống đối với vùng bờ nên chưa kết nối được quy hoạch sử dụng đất và sử dụng biển trong phạm vi vùng dựa trên một khuôn khổ phát triển toàn diện, đặc biệt không tính đến và lồng ghép vào quy hoạch các vùng bờ tác động xấu đến lưu vực sông Vu Gia Thu Bồn. Việc quản lý tài nguyên nước không được thực hiện ở cấp lưu vực dẫn đến mâu thuẫn giữa các ngành, lĩnh vực và giữa người sử dụng nước ở thượng nguồn và hạ nguồn về quyền sở hữu và ưu tiên. Tại buổi đối thoại, các ngành chức năng của Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng đã thảo luận góp ý nhằm hoàn thiện dự thảo quy chế phối hợp quản lý tài nguyên nước và bảo vệ môi trường lưu vực sông Vu Gia Thu Bồn để sớm đi đến ký kết, tăng cường hơn nữa công tác phối hợp giữa hai địa phương trong việc khai thác, sử dụng, bảo vệ và phát triển bền vững lưu vực sông Vu Gia Thu Bồn. Ngày 24 tháng 11 tại thành phố Đà Nẵng, Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam Eurocham phối hợp với Mạng lưới Kinh doanh EU Việt Nam EVBN lần đầu tiên tổ chức Diễn đàn Kinh doanh khu vực miền Trung Việt Nam. Diễn đàn thu hút sự tham gia của hơn 70 đại biểu đại diện cơ quan xúc tiến đầu tư ba địa phương Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế và các diễn giả kinh tế trong và ngoài nước. Diễn đàn tập trung thảo luận, phân tích, giới thiệu về kinh tế và cơ hội đầu tư kinh doanh tại Quảng Nam, Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế, đồng thời chia sẻ, thảo luận về các chủ đề kinh doanh từ những góc nhìn cụ thể tại khu vực miền Trung như việc quản lý nguồn nhân lực địa phương, phát triển bất động sản, bối cảnh kinh tế cũng như các triển vọng kinh doanh, chính sách ưu đãi về thuế và biện pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, xúc tiến thu hút đầu tư nước ngoài đang được áp dụng tại các tỉnh thành miền Trung. Diễn đàn kinh doanh tại miền Trung được xem là sự kiện cho thấy sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp châu Âu như là một điểm đến đầu tư thương mại hàng đầu tại Việt Nam. Dịp này, Eurocham cũng ra mắt văn phòng đại diện tại miền Trung. Văn phòng Eurocham miền Trung được thành lập nhằm tổ chức các sự kiện về kinh doanh, đại diện quyền lợi cho các doanh nghiệp EU, xúc tiến các hoạt động khác hỗ trợ vận động chính sách và cơ hội kết nối cộng đồng doanh nghiệp địa phương với doanh nghiệp EU. Tiếp theo chương trình là các tin tức đáng chú ý khác.
Trong tuần qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đinh Văn Thu đã chủ trì cuộc họp với các thành viên thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam về nguyên tắc vận hành giảm lũ cho hạ du, trách nhiệm của các bên liên quan trong vận hành hồ chứa nước thủy điện và phương án ứng phó với thiên tai theo cấp độ rủi ro. Hiện nay, trên địa bàn Quảng Nam có 4 hồ chứa thủy điện vận hành xả lũ theo quy trình 1537 của Thủ tướng Chính phủ về vận hành liên hồ chứa. Trong đó các hồ A Vương, Đắc Mi 4 và sông Bung 4 tham gia điều tiết nước cho hạ du sông Vu Gia, hồ thủy điện sông Tranh 2 điều tiết hạ du sông Thu Bồn. Các hồ thủy điện còn lại vận hành theo quy trình đơn hồ. Một vấn đề quan trọng được cuộc họp nêu ra là để quyết định việc xả lũ của hồ thủy điện đang phụ thuộc vào dự báo mưa ở lưu vực từng hồ thủy điện. Tuy nhiên, các chủ hồ không có năng lực dự báo này, phải thuê đơn vị chuyên môn về dự báo thời tiết. Để giải quyết vấn đề này, tỉnh sẽ lập bản đồ trạm đo mưa từng lưu vực hồ và yêu cầu chủ hồ đầu tư xây dựng. Quảng Nam kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường điều chỉnh bổ sung quy trình vận hành liên hồ chứa 1537 vì các hồ thủy điện được chi phối trong quy trình này chỉ căn cứ vào mực nước tại trạm Ái Nghĩa và trạm Câu Lâu để xả lũ riêng biệt mà chưa phối hợp nên thực chất vẫn chỉ là vận hành xả lũ đơn hồ. Nội dung cuộc họp cũng tập trung phân tích làm rõ các kịch bản vận hành hồ chứa thủy điện giảm lũ cho hạ du và phương án ứng phó với các loại hình thiên tai theo cấp độ rủi ro, phân công phân cấp trách nhiệm và phối hợp trong ứng phó với thiên tai. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Huỳnh Khánh Toàn trong tuần qua chủ trì buổi làm việc với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thủy điện A Vương Thượng cùng các sở ngành địa phương liên quan đến việc tích nước hồ chứa và vận hành Thủy điện A Vương 3. Nhà máy Thủy điện A Vương có dung tích 2,9 triệu mét khối, trong đó dung tích hữu ích là 400.000 mét khối. Dự án đã hoàn thành thi công, tuy nhiên do không đảm bảo đầy đủ các hồ sơ thủ tục theo quy định nên chưa được tích nước vận hành hoạt động nhà máy. Công ty đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân huyện Tây Giang, các sở Tài nguyên Môi trường, Công thương, Nông nghiệp, Phát triển Nông thôn thống nhất chủ trương cho phép đơn vị được lập phương án thu dọn lòng hồ, các cơ quan hữu quan thẩm định và tổ chức thu dọn vào tháng 4 năm 2017, hướng dẫn hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện các giấy phép liên quan để đảm bảo quá trình hoạt động kinh doanh. Sau khi nghe ý kiến phân tích góp ý từ các bên liên quan, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Huỳnh Khánh Toàn yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thủy điện A Vương Thượng từ nay đến hết tháng 12 năm 2016 phải hoàn thành đầy đủ thủ tục hồ sơ theo quy định. Đến tháng 4 năm 2017 phải hoàn thành việc thu dọn lòng hồ để tỉnh kiểm tra hoàn thiện thủ tục cho tích nước. Từ nay cho đến khi được cấp thủ tục cho hoạt động, công ty phải cam kết đảm bảo an toàn hồ chứa và chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu có sự cố xảy ra trong quá trình vận hành. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Huỳnh Khánh Toàn cũng đề nghị các sở, ngành liên quan hỗ trợ hướng dẫn công ty hoàn thành các thủ tục hồ sơ và giải quyết các vướng mắc phát sinh để tạo điều kiện cho nhà máy sớm đi vào hoạt động. Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Nam kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Qua 70 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam được củng cố và phát triển. Nhiều phong trào và các cuộc vận động do hội phát động đã triển khai lan tỏa, tạo dấu ấn mạnh mẽ trong đời sống cộng đồng. Hội đã từng bước mở rộng quan hệ hợp tác với các cơ quan tổ chức trong nước và các tổ chức quốc tế khác. Cùng với sự phát triển của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Nam có bước trưởng thành lớn mạnh về mọi mặt. Hội đã đẩy mạnh các hoạt động cứu trợ nhân đạo, tập huấn tuyên truyền phòng ngừa thảm họa, hỗ trợ chăm sóc nạn nhân chất độc da cam, các hoạt động hiến máu tình nguyện, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Nam vinh dự được nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất, hạng nhì, được Chính phủ Trung ương, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh trao tặng nhiều cờ thi đua dẫn đầu. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Huỳnh Khánh Toàn biểu dương ghi nhận những kết quả mà Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Nam đạt được trong thời gian qua, đồng thời đề nghị các cấp Hội Chữ thập đỏ xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, thực hiện các hoạt động Chữ thập đỏ hiệu quả. Dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Huỳnh Khánh Toàn mong muốn các tổ chức, nhà hảo tâm, doanh nghiệp tiếp tục đóng góp nguồn lực cho công tác nhân đạo từ thiện trên địa bàn tỉnh. Dịp này, Trung ương Hội Chữ thập đỏ trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp Chữ thập đỏ cho 15 cá nhân và trao tặng danh hiệu cán bộ Chữ thập đỏ xuất sắc toàn quốc cho 6 cá nhân. Hội Chữ thập đỏ tỉnh tặng 70 suất quà, mỗi suất 500.000 đồng tiền mặt và phần quà trị giá 200.000 đồng cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên toàn tỉnh. Trong
Trong tuần qua, tại thôn Quý Thượng, xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn phát động phong trào trồng cây nhân ngày Lâm nghiệp Việt Nam 28 tháng 11. Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Đình Tùng khẳng định thực hiện lời dạy của Bác về trồng cây gây rừng. Trong những năm qua, công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng của Quảng Nam đạt được những kết quả tích cực. Nhiều dự án như dự án trồng rừng 661, Bassa, KFW6, WB3 được triển khai với sự tham gia hưởng ứng mạnh mẽ của người dân và sự tài trợ của các tổ chức quốc tế đã góp phần tăng độ che phủ rừng trên địa bàn tỉnh trên 51%. Nếu năm 1997, toàn tỉnh chỉ có trên 31.100 ha rừng trồng, thì đến cuối năm 2015, diện tích rừng trồng đã tăng lên trên 142.300 ha. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Đình Tùng mong muốn các cấp, các ngành, đơn vị trường học, nhân dân toàn tỉnh tiếp tục hưởng ứng tham gia trồng cây gây rừng tùy theo điều kiện cụ thể của mình. Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, bà con nhân dân và các em học sinh của xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ trồng hàng trăm cây thông, keo lai tại những khu vực đất trống ở địa phương. Ngày 21 tháng 11, nhân sự kiện Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23 tháng 11, Trung tâm Văn hóa Thể thao Hội An và Ban trị sự Hội quán Hải Nam tổ chức lễ khai trương đưa điểm di tích Hội quán Hải Nam vào tuyến tham quan khu phố cổ. Hội quán Hải Nam, trước đây gọi là Quỳnh Phủ Hội quán, được xây dựng theo lối kiến trúc cổ của Trung Hoa, với các gian chính điện, nhà đông, nhà tây, sân trước, sân sau, cùng với sự kết hợp hài hòa khéo léo giữa các loại vật liệu với tài hoa trong nghệ thuật chế tác của người nghệ nhân thi công, nhằm tạo nên một công trình vừa hội đủ yếu tố trang trọng, uy nghiêm để thờ phụng, vừa mang lại một không gian ấm cúng, gắn kết các thành viên trong sinh hoạt cộng đồng. Mỗi năm, người Hải Nam ở Hội An và các nơi thường tụ họp tổ chức hành lễ vào các dịp mùng 2 tháng Giêng và 15 tháng 6 âm lịch. Tương truyền, Hội quán Hải Nam là nơi cầu giải oan sai rất linh nghiệm. Nhiều người đến đây cầu cúng thành tâm đã được độ trì thoát kiếp nạn oan khuất trong làm ăn, quan hệ giao dịch và được phù hộ mang lại thịnh vượng thành đạt trong cuộc sống. Trong tuần qua, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin Quảng Nam phối hợp cùng với Trường Đại học Y tế Cộng đồng tổ chức hội thảo tuyên truyền nâng cao nhận thức về phát hiện sớm, can thiệp sớm cho nạn nhân da cam dioxin và con cháu của họ. Hội thảo tập trung chia sẻ những thông tin về tình hình đời sống, sức khỏe, đặc biệt là hoạt động phục hồi chức năng cho nạn nhân da cam dioxin ở các địa phương. Nhiều ý kiến tại hội thảo cho rằng nên mở rộng tiêu chí bệnh tật, giám định để có chính sách công nhận nạn nhân chất độc hóa học cho thế hệ thứ ba. Hiện trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều người tham gia kháng chiến từ năm 1973 về trước, nhưng do tuổi cao sức yếu, chưa có điều kiện làm các thủ tục giám định. Ngành y tế cần tiếp tục chú trọng công tác tầm soát, phát hiện khuyết tật cho trẻ sơ sinh. Toàn tỉnh Quảng Nam hiện có 35.000 người bị phơi nhiễm chất độc hóa học, trong đó 15.000 người tham gia kháng chiến và 5.000 người là con đẻ của họ. Đến cuối tháng 10 năm nay, các cơ quan chức năng đã công nhận hơn 4.600 người bị nhiễm chất độc da cam dioxin, hơn 1.500 cháu bị dị dạng, dị tật, thiểu năng trí tuệ. Những con số thống kê trên cho thấy hậu quả hết sức khốc liệt và dai dẳng của chất độc do quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, từ năm 2015 đến nay, tại khu vực sân bay An Hòa, thuộc vùng giáp ranh giữa xã Duy Thu và Duy Phú của huyện Duy Xuyên đã được một số doanh nghiệp vật liệu xây dựng khai thác đất sét để làm nguyên liệu gạch. Hàng triệu mét khối đất đã được múc đi, khiến một vùng rộng lớn tại khu vực này trở nên nham nhở và nhiều hố sâu. Tuy nhiên, sau khi khai thác thì các doanh nghiệp đã không tiến hành hoàn thổ, khiến cuộc sống của người dân ở đây bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Sau đây là ghi nhận của truyền hình online báo Quảng Nam. Hố sâu này là một trong rất nhiều vị trí được doanh nghiệp khai thác đất sét bỏ lại tại khu vực sân bay An Hòa, xã Duy Thu, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Sâu gần 5 mét, rộng đến cả ngàn mét vuông, ăn sát đến nhà dân. Những hố sâu này chẳng khác nào cái bẫy khi mùa mưa đến. Sợ là mưa to là nước đang lỡ nè, đang sập gỗ lái cho nhỏ, ảnh hưởng vô tầng nhỏ thôi. Việc doanh nghiệp không hoàn thổ sau khi khai thác đang khiến cuộc sống của hàng chục hộ dân bị ảnh hưởng. Một vài khu vực người dân mất đường đi,
cuộc sống bị đảo lộn. Thì đường xóa con nít em đi hạt thì con em đi hạt thì sập hố, đường xóa thì múc rồi thì không cho một bèn thôi dân họ đi. Sao lắm, thoát là không đổ lệ. Ủy ban nhân dân huyện Duy Xuyên cho biết, khu vực này do công ty trách nhiệm hữu hạn vật liệu xây dựng Phan Ngọc Anh khai thác. Khu vực khai thác là đất quốc phòng, nên Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam quản lý. Tuy nhiên mới đây, chính quyền huyện Duy Xuyên tiến hành kiểm tra thì phát hiện doanh nghiệp này khai thác trái phép tại nhiều vị trí. Thậm chí có trường hợp doanh nghiệp tự thương lượng với người dân chuyển đổi mục đích đất màu đất rừng sang khai thác đất cao lanh. Tôi trực tiếp là người chỉ đạo trình đình chỉ. Tuy nhiên hiện nay còn hơi hố này. Thì bọn tôi kiến nghị với tỉnh Quảng Nam yêu cầu hơi đơn vị này phải hoàn thổ, trả lại hiện trạng. Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Nam, hoàn thổ là nghĩa vụ bắt buộc mà các doanh nghiệp phải thực hiện sau khi kết thúc hoạt động khai thác khoáng sản. Thế nhưng, doanh nghiệp khai thác đất sét tại xã Duy Thu, huyện Duy Xuyên lại cố tình không thực hiện nghĩa vụ này. Sau khai thác, những mỏ đất chẳng khác gì bãi chiến trường. Chính quyền địa phương chỉ biết kiến nghị lên cấp trên, doanh nghiệp thì chẳng thấy đâu, còn người dân thì sống trong nỗi nơm nớp bởi những hố sâu như những cái bẫy rình rập con cái họ. Thưa quý vị và các bạn, phản ánh vừa rồi đã khép lại chương trình truyền hình tin tức và những sự kiện nổi bật hàng tuần của báo Quảng Nam Điện tử. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.